Đây, xin chào các bạn quay lại với kênh máy móc cầm tay của mình nha. Hôm nay là phần 2 nha các bạn. Phần 1 thì mình đã giới thiệu những cái sản phẩm ở bên này rồi. Đó. Thì cũng rất là được nhiều anh em mua hàng và ủng hộ rất là nhiều. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Bên này hôm nay mình sẽ thanh lý bên này nha các bạn. Bên này thì giá nó sẽ giảm được, nó giảm xuống một ít nha các bạn. Và mình vẫn áp dụng chương trình 180.000 bao ship cho cái dàn kè bên này. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho anh em là cái lõi lọc này. Hôm nay lõi lọc xuống, mình giảm xuống chỉ còn có 95.000 một bộ. Đây các bạn, lõi lọc mình giảm xuống còn 95.000 một bộ cho các bạn này. Thì cái này giá này thì mình sẽ giảm thêm một ít nữa, nhưng mà nó không có tầm này là chắc cuối cùng rồi các bạn, không có giảm hơn được nữa đâu nha. Thì bình thường chúng ta ra tiệm chúng ta mua cũng thôi 100 mấy chục ngàn. Ở đây là ba cái lõi lọc thô của bộ máy lọc nước Aqua này các bạn. Lõi này là lõi Aqua Plus nha. Thì công dụng của ba cái lõi này thì chúng ta biết rồi. Đây là một cái máy lọc nước bên mình. Thì lúc nào nó cũng sẽ có đầu vào này, sẽ nó có ba lõi thô. Anh em khi anh em xài thì trong quá trình xài thì nó sẽ bị dơ những cái lõi thô này. Thì chúng ta phải thay thế định kỳ để cho nước nguồn nước là nó đảm bảo hơn nha các bạn. Thì đây là của nó này. Thì anh em khi anh em thay thế thì chúng ta vui lòng là thay thế 100%, có nghĩa là thay thế luôn ba lõi, chứ nhiều anh em chỉ thay thế một lõi ban đầu hoặc là một lõi một này các bạn. Thì ở đây thì công dụng của ba lõi này nó khác nhau nha các bạn. Lõi một á là nó sẽ lọc được những cái đây này anh em, đấy này, lõi một á là nó sẽ có những sợi bông nó nén, nó cho cái khe hở của nước đó là 5 micromet đó. Thì nó sẽ đi những cặn lớn các bạn, nó đi những cái cặn lớn qua, những cái cặn mời từ kích thước từ 4.5 micromet thì nó sẽ lọt qua đó. Nó qua lõi số 2 á thì nó qua lõi số 2 thì đây là lõi hoạt tính, nên nó sẽ khử đi một số cái chất độc hại trong nước có này đó, và nó sẽ không giữ lại cái chất gì cả, nó chỉ khử nước thôi. Và tiếp theo lõi số 3 là nó có cái khe hở là 1 micromet này đó. Nên những cái chất mà ở lõi 1 nó lọc không hết á thì nó sẽ qua lõi 3 nó đứng lại đó. Rồi đó là bạn, nên anh em có nhiều anh em chỉ thay thế lõi số 1 không thì nó cũng không có đủ tính năng các bạn, thì nó sẽ không, nhiều khi nó không có chức năng lắm đó. Nhiều anh em nhìn vô nó cái lõi này nhìn nó chưa có gì bị dơ, nhưng mà nó đã bị những cái bụi bẩn nó che khít lỗ rồi, chúng ta không có nhìn thấy bằng mắt thường á. Nên em mua thì mua, chúng ta mua luôn ba lõi này. Giá của ba lõi này là 95.000 các bạn. Hôm nay mình sale còn 95.000 cho em là ba lõi lọc này. Và đây là cái lõi RO. Lõi RO là như mình hay nói, nó là một là quả tim của cái máy lọc nước chúng ta. Mình bán 195.000 một lõi. Lõi RO này thì kích thước nó còn nhỏ hơn cái 1 micromet rất nhiều các bạn. Nó sẽ giữ là toàn bộ luôn, hầu như là những cái chất gì trong nước có là nó giữ lại hết, nó chỉ đưa ra cái nước tinh khiết cho chúng ta thôi. Nên bởi vì sao mà trong máy lọc nước nó hay có những cái lõi khoáng á, là do là lõi RO này nó giữ hết toàn bộ các khoáng chất ở trong nước đi, nó chỉ là nước tinh khiết thôi. Nên anh em khi qua cái lõi RO này thì nó sẽ có một bộ tạo khoáng, đây là cái bộ tạo khoáng này các bạn. Bộ tạo khoáng của nó là bộ này này đó, để nó lấy lại những cái dưỡng chất cần thiết quan trọng của nước nha các bạn đó. Những cái chất này thì nó bổ sung cho sức khỏe chúng ta. Còn anh em nào muốn uống trực tiếp nước tinh khiết thì chúng ta sẽ đi qua lõi này là đã có trực tiếp rồi, tinh khiết rồi đó. Và nó nằm ở vị trí này các bạn, đây là người ta gọi là RO hoặc là người ta hay gọi là lõi số 4 đó. Chúng ta tháo cái đầu này ra này đó, để chúng ta thay cái lõi này vô đây. Thì nó là quả tim của máy RO, chúng ta định kỳ thay thế từ 1 đến 2 năm tùy nguồn nước nha các bạn. Giá của cái lõi này hôm nay mình thanh lý còn 195.000. Hôm nay mình sale thêm cho anh em một ít nữa các bạn, đó là mình giảm giá cái bộ này xuống còn 280.000 cho anh em này đó. Mình giảm xuống cái bộ này là còn 280.000 nha. Thì cái đây là một cái camera dùng để quay tay các bạn. Con này thì sử dụng một cái app tên là Beebird. Đây, thì ngày xưa mình có review rất là kỹ con này rồi đó. Đó, mình sẽ giảm xuống còn 280.000 nha. Thì cái đây khi anh em mua thì chúng ta về á, chúng ta sẽ cài một cái app. Cái app này nó có sẵn đây rồi các bạn, Beebird này, hoặc là chúng ta sẽ dùng cái điện thoại chúng ta quét cái mã QR ở đây, nó sẽ ra cái thông tin app cho chúng ta tải nha. Đây này các bạn, trong này nó có một cái camera, một cái quay tay bằng camera này các bạn. Và nó có mấy cái đầu xe cua, một cái đầu xe cua, một cái cọng dây cáp sạc, sạc taxi luôn nha các bạn, rất là dễ dàng sử dụng. Đó, đây là cái cây quay tay này. Đó. Và
anh em ví dụ như chúng ta muốn nhìn vô trực tiếp ở trong lỗ tai luôn, chúng ta biết cái tai chúng ta nó kinh khủng đến cửa nào, chúng ta đi quái nha. 280 ngàn. Đây các bạn, đây là một cái ổ khóa số, nó dùng để khóa cửa bình thường các bạn. Cái đây thì dành cho những người hay quên gì ở đây. Chúng ta khóa cửa thì mật khẩu cố định nó là 5 số 4 3 số 0 các bạn. Đó. Mở thì chúng ta sẽ mở như thế này. Đó. Vít rồi nó giấu hết nha các bạn. Vít rồi chúng ta sẽ giấu hết đằng sau này. Đóng lại là nó không có án nữa các bạn. Y nóc dày nha. Anh em yên tâm sử dụng không có bị rỉ sét rỉ đồ. Giá của nó chỉ là 140 nha các bạn. Hôm nay mình thanh lý còn 140 càng. Anh em có thể về đổi mật khẩu tùy theo ý mình nha. 140 khóa số inox. Đây, hôm nay mình tiếp tục về lại cái bộ massage cho các bạn nè. Thì cái bộ massage này á, tuy là nó nhỏ như thế này thôi nhưng mà lực cũng rất là dữ dội các bạn. Và nó hay một điểm là như thế này. Thì trong này nó có đầy đủ các cái đầu nó nha. Đầy đủ các cái đầu để chúng ta massage. Nhưng mà cái đầu này là mình thấy hay xài nhất này. Mình review cái này. Nó có mấy màu á, chỉ 150 một cái thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ mở nguồn lên nè, nó chạy từ từ nè. Nó có một số tốc độ này, nhiều rất nhiều tốc độ này. Anh em để ý là chạy rất là chậm không? Chúng ta tác động lực là nó chạy nhanh. Hay vô lực là nó nhanh. Hay vô lực là bắt đầu nó rung mạnh nè. Vô lực là rung mạnh. Đó, vô lực là nó mạnh. Đó, tê tay luôn các bạn, đập rất là mạnh nha. Rồi, thì con này với giá 150 ngàn đang thanh lý thì quá rẻ các bạn. Anh em mua thêm với những sản phẩm khác là 180 là mình free ship rồi. Này, 150 cành. Giá quá thơm. Đây là cái bơm tăng áp các bạn. Đó. Ở trong nhà chúng ta mà những cái bồn vòi rửa chén này, những vòi tắm, thậm chí là máy giặt nữa các bạn, mà khi mà chúng ta xài nguồn nước ở trên chảy xuống á, nó bị yếu á, thì giải pháp tốt nhất là chúng ta sẽ mua cái này nha các bạn. Chúng ta mua cái này để chúng ta lắp là hợp lý nhất. Trong này là nó sẽ có sẵn cục nguồn 24V. Đây các bạn, nguồn 24V nó này. Rồi một nó cho chúng ta thêm một cái ống. Ống này là ống có bọc inox luôn các bạn, chống chuột cắn này. Thì đây là cái bơm. Tất cả đầu gai nó là 21 hết nha các bạn. Đầu gai 21. Thì khi chúng ta cấp điện vào này, nó sẽ tự động. Nếu bình thường mà cấp điện không có điện thì nước vẫn đi qua bình thường các bạn. Nó không có cản trở gì hết nha. Đó. Đây là cái móc để chúng ta gắn lên tường. Khi chúng ta lắp cái này gắn vô tường thì chúng ta gắn lên tường này các bạn. Đó, nó sẽ gắn lên cái chỗ đó chúng ta cần để đó. Nó cho chúng ta hai cái luôn. Thì nước nó sẽ đi từ cái đầu đây mũi tên này các bạn, nó có mũi tên. Đây, mũi tên này, nó sẽ đi đầu dưới này lên. Đó, chúng ta nước vào chúng ta cấp ở đây, chúng ta nước ra chúng ta cấp ở đây. Đó, thì khi mà nước đi qua thì tự động nó sẽ bật cái máy lên, nó tự động hết. Nó bật cái máy lên, nó làm cho cái nguồn dòng nước nó mạnh hơn các bạn, như vòi sen, vòi tắm các bạn. Nhiều thường mình thấy ở quê như người ta xài nước giếng nó hay bị trường hợp là nó gần quá cái bồn, nước nó gần quá nó không có đủ cái độ cao để nó phun mạnh xuống, thì cái này là giải pháp nha các bạn. Đó. Anh em nào bị yếu nước thì dùng cái này thì giá nó cũng không có mắc lắm các bạn, nó chỉ có 590 thôi. Anh em mình thấy cái con này là giá hợp lý nhất rồi, 590 ngàn cho một cái bơm tăng áp này. Đây là cái chuông báo khách các bạn, 70 ngàn một cái nha. Hồi trước nó là 80, thì chúng ta mua thì nó sẽ kèm 3 viên pin như thế này. Đó. Cái này anh em nào mà bán tạp hóa này, rồi có cửa hàng rồi như mình á thì hay gắn. Cái đây mình cũng đang có một cái chuông, anh em để ý mình đi ra đi vô này. Đó. Mình đi ra vô là nó kêu. Đó. Thì ví dụ như mình ở đây mình đi vô thì mình sẽ gặp cái báo khách nó kêu. Đó. Thì mình đó là cái này nè. Khai chi. Trong đây nó có rất là nhiều loại nhạc. Ý lượng trung. Nó có rất nhiều tiếng nha các bạn, rất nhiều loại tiếng. Thì ví dụ như đây. Đó. Hay có người đi
đi ngang qua là nó sẽ kêu. Ví dụ như mình ở ngoài cửa mình đi vô, đó, nó sẽ kêu lên, nó kêu rất là to các bạn. Rồi, cái này mình gọi là cái chuông báo khách nha. Giá của nó là chi? Hôm nay mình bán 70.000 một cái. Đó, 70.000 nha các bạn. 70.000 một cái như thế này, mình có còn mấy chục cái. Hôm nay mình về được một cái đèn pin các bạn. Cái đèn pin này là đèn pin siêu tiện lợi, siêu sáng, dành cho mấy anh em mà muốn sự nhỏ gọn tiện lợi này. Đó. Cái đèn này là cái mã là ZR119. Trong này nó có một cái đèn, còn một cái cọng dây cáp sạc thôi nha các bạn. Đó. Cái đèn thì như thế này thôi, nhỏ xíu như thế này các bạn. Chiều dài nó tầm khoảng 15 phân. Ở đầu này nó có một cái móc này. Cái móc này là dành để anh em ví dụ như muốn treo vô chùm chìa khóa chúng ta. Chúng ta treo lên cái chùm chìa khóa hoặc là chúng ta sẽ để coi. Móc ở đâu cũng được bạn. Nó có cái khe này, ví dụ như chúng ta đi cắm trại em đồ chúng ta treo như này, hoặc là treo lên xe ô tô để dành trong xe ô tô chúng ta soi sáng mỗi lúc chúng ta cần thiết các bạn. Đó. Con này thì anh em lại gần để coi thiết kế của nó này. Con này thì vỏ nhựa 100% nha các bạn. Vỏ nhựa toàn bộ. Đó. Nó sẽ có một cái nút bấm chỗ đây. Trong nước con này kháng nước nha bạn. Chúng ta zoom lên thì nó sẽ có một cái lỗ tai xì ra, chúng ta sạc bằng tai xì. Khi mà chúng ta sạc thì để coi. Nó sẽ đó các bạn, khi chúng ta sạc thì chúng ta sử dụng những cái đầu sạc cho các bạn. Chân sạc nó giấu rất là kỹ nha các bạn, nó giấu cái này luôn. Đó, thì chúng ta bỏ vô. Đó. Khi sạc nó sáng đèn đỏ này. Còn bây giờ thì nó là bình thường như vậy. Nó có chế độ zoom các bạn. Khi mình bật lên này, nó đây là một chế độ sáng này các bạn. Đi gần đi xa này. Đó, chúng ta zoom thì chúng ta sẽ kéo này ra. Đó, nó sẽ gom lại mà cái điểm sáng nó sẽ xa hơn. Thì cái này chúng ta bỏ lên ô tô rồi chúng ta đi, chúng ta soi sáng này kia nha các bạn, là ngon lành nha. Đây này, chế độ to nó này. Đó. Đó, những cái chỗ tối này các bạn. Nó rất là sáng. Và mình có chế độ ở đây nữa các bạn, chúng ta bao qua thì nó sáng ở bên này nữa nè. Đó, đây là nó có một cái dải led cốp. Khi chúng ta bật thì nó sẽ sáng chỗ này, để chúng ta treo lên chúng ta soi sáng những cái chỗ ấy đó các bạn. Đó, rồi. Cái đèn này nó có hai chế độ nha các bạn, một này, hai này, tắt này. Rồi giá của cái đèn này là rất là rẻ các bạn, 70.000. Đó, 70.000 cho một cái đèn như thế này. Đó các bạn, 70.000 nha. Thì hôm nay thì mình về được cho anh em một cái chân điện thoại này. Cái chân này là cái chân rất là xịn sò luôn các bạn. Đó, gấp gọn. Cái này chỉ có 45.000 một cái thôi. Thì mình ghi cái giá nó ra cho các bạn luôn nha. 45.000 cái này. Đó. Thì ví dụ như cái này là dùng để nhà chúng ta quay coi phim nha các bạn. Con này thì anh em yên tâm nha. Từ iPhone, iPad hay bất cứ một cái gì, máy tính bảng độ to nó vẫn để được nha các bạn. Đây là cái điện thoại này. Đó, chúng ta sẽ kích thế. Khi bình thường là chúng ta đi đâu chúng ta gấp gọn như thế này, mỏng lét như vậy này, để mà nó gọn gàng trong vali và ba lô rồi đó. Còn khi mà tới chỗ thì chúng ta để cao như thế này nha các bạn. Con này nó chịu tải tới hình như là 3kg là vô tư các bạn, nên máy tính bảng hay là gì là vô tư nha. Đó, nó chỉnh được các tư thế luôn, cao thấp như khác nhau này. Đó, điện thoại đứng, điện thoại dọc gì cũng được các bạn nha. Điện thoại đứng, điện thoại dọc gì cũng ngang, nhưng mà chúng ta thường thường hay để điện thoại ngang này. Và nó xoay được 360 độ luôn các bạn. Anh em nghe cái tiếng bi nó xoay này, nghe là đúng đã luôn các bạn. Xoay được 360 độ nha các bạn. Xoay đủ hướng. Đó, cái này thì chúng ta ở nhà chúng ta dùng để, ví dụ như anh em nào mà đang trên bàn làm việc đúng không, chúng ta để một cái như thế này, vừa làm việc vừa để như thế này nè các bạn, để chúng ta đọc thông báo của này kia, hoặc là chúng ta coi phim. Bình thường chúng ta làm gì đó chúng ta để chúng ta coi phim này, nó rất là chắc chắn các bạn. Cái này nó chắc chắn lắm nha. Đó, nó không có đổ ngã được điện thoại đâu nha các bạn, bởi vì cái chân này, cái chân đế nó cũng rất là phẳng mà nó to nữa. Lực này nó sẽ dồn vô cái đây thì nó sẽ rất là vững vàng các bạn, rất là cứng cáp luôn. Giá của cái bộ này á, là chỉ là 45.000. Cái đây là mình thanh lý cái này nha các bạn. Cái này bình thường là 150, hôm nay mình thanh lý còn cho 80.000 nha. Đó. Là một cái tông đơ. Tông đơ này là tông đơ để tỉa cái những cái đường nét của mấy anh làm paper đó bạn. Mấy anh mở, ví dụ như chúng ta muốn
chẻ đường này kia đó, thì hàng thì nằm trong bị trong chi như thế này luôn nha. Nó sẽ đi theo chúng ta là một cái đế sạc các bạn, cái này là một cái đốc sạc cho cục pin 1650 này. Chúng ta cắm sạc nó vô đây. Rồi bên trong này thì nó đầy đủ là chai dầu, chuỗi vệ sinh và đây là cái chính của chúng ta này. Đó, khi chúng ta xài thì chúng ta sẽ gắn cục pin này vô. Đó, cục pin này thì chúng ta mua cũng mất 20 ngàn rồi. Đó, chúng ta mở cái này ra, chúng ta bỏ pin vô nha các bạn. Đó. Máy này rất là mạnh nha. Đó, con này thì nó lộ thiên là như thế này luôn, em chúng ta vệ sinh rất là dễ dàng. Đó. Cái này chúng ta dùng để cắt tỉa tóc này, ở nhà chúng ta hay hư tóc cho con nít hay là người lớn, người già rồi đó các bạn. Con này nó đi đã lắm như bạn, con lông mình nó nhìn kỹ đây này. Là carbon luôn, đi đường đi né hay carbon luôn các bạn. Đâu rồi hai này bạn, nhìn lông của mình carbon luôn các bạn. Chúng ta để dùng cái này để tỉa lông chó mèo được các bạn, hay là chúng ta đi đường nét á. Mừng anh em thấy mà chúng ta hay vô tiệm cắt tóc, người ta đi đường nét cho những cái mai tóc rồi đó bạn, đường đất rồi đó, nên dùng những cái này này. Đó, thì cái này thì bên mình thanh lý với giá chỉ có 80 cành thôi. Đó, đây nó có cái cử các bạn, cái cử để chúng ta lắm vô để chúng ta cắt cái độ dài cao thấp của tóc á. Rồi quá rẻ các bạn, giá 80 ngàn một cái cây đèn pin. Cây này thì siêu sáng các bạn, cây này mình bán 300 nghìn nha. Cái dòng đèn pin này thì rất là đã các bạn, dạng này dòng cho cảnh sát Nhật. Đó, con này là đèn pin Sony này, trong này nó có một viên pin 26650, cục pin này dung lượng là 6800 các bạn, và đây là cái đèn pin này các bạn, con này thì nó rất là xịn nha. Đó, chất liệu nó là từ một nhôm hợp kim. Khi chúng ta xài chúng ta chỉ việc mở cái đít này ra, bỏ những pin này vô. Mai mốt những pin này dễ dàng thay thế nha các bạn. Những cái loại pin mà như thế này thì chúng ta chỉ cần thay một viên pin vô là xong nha các bạn. Anh em coi này, trên cái thân đèn này á, đó là nó sẽ có một cái màn hình LED nhỏ nhỏ này các bạn, để báo dung lượng pin. Hiện tại là còn 81% pin. Đó. Và có một đó các bạn, thì trên này thì nó có khe tản nhiệt này. Đó. Cổng sạc taxi nằm ở đây nha. Thì khi mà chúng ta xài thì cái cổng này là cổng sạc cũng như là cổng ao cũng in lại luôn. Con này mình bây giờ mua ra chúng ta đi soi S là số 1 luôn bạn. Nó có cái bi cầu này rất là to luôn, dùm in dùm ao đó các bạn, dùm này. Anh em nhìn ở dưới kia này các bạn, mình test độ sáng cho em coi đó, đây là một vùng ánh sáng rộng của nó này. Chúng ta dùm lại thì nó sẽ ra một vùng ánh sáng tròn kia. Đó, các bạn coi cái hồ cá mình đèn đang rất là sáng rồi đó, mà nó lại sáng lu mờ luôn, sáng kia luôn các bạn. Đó, anh em coi nhìn túi kia này. Từ đây xuống dưới đó là tầm khoảng 30 mét. Sáng nắng bằng đêm luôn các bạn. Rồi cái đèn này thì giá chỉ có 300 nghìn nha các bạn. 300 nghìn pin và một con dây cáp sạc nha các bạn. Ok. Rồi một con LED van các bạn, con này thì giá mới tầm khoảng 900 mấy. Đó, hôm nay mình bán thanh lý trong video này là 170 cho các bạn nha các bạn. 170 này. Đó. Đèn rất là sáng luôn các bạn. Thì cái đây là 50W nha. Anh em nào mà đang thi công nhà có sân vườn nên làm những cái đèn rọi này rất là hợp lý luôn á. Anh em coi này, nhôm tản nhiệt và một tấm sao này. Đó, đèn này thì được dán keo chống nước hết trơn luôn các bạn, bít xịt luôn, không có chỗ hở luôn. Đó, anh em về chúng ta cắp giùm, mình hai dây này là hai dây cắp, còn dây này là dây mát nha các bạn. Anh em có thể tiếp địa cái dây này, đây là hai dây cắp điện này. Đó, sáng kinh khủng lắm các bạn, 50W thôi nhưng mà nó rất là sáng nha. Giá 170 ngàn cho cái đèn này các bạn. Anh em mua cái này gọi là cái led van. Đó. Đây các bạn, cái đây là cục sạc. Hôm nay mình bán là 60 ngàn nha các bạn. Cột sạc này là cột sạc nhanh 20W này. Đó, có công nghệ sạc 3 quick charge 3.0. Thì cái này thì ví dụ như anh em
dùng cổng Type-C á, là nó 20W các bạn, còn kia là 3.0. Nha các bạn, nó có sẽ có chúng ta là hai lỗ này, một lỗ là 20W lỗ Type-C, còn cái này là 3.0 là lỗ thường. Đó. Cái cũ này thì được cái là rất là nhỏ gọn các bạn, công suất sạc thì 20W là chúng ta sạc đã ngon lắm rồi. Và giá chỉ cho 60.000 một cái cũ sạc nha. Đây là một cái bàn ủi các bạn, bàn ủi này chúng ta đi du lịch này các bạn, giá cũ là 408, hôm nay mình thanh lý trong video này chỉ có 400 luôn các bạn, mình thanh lý 400.000 cho cái máy này luôn nha. Đó. Thì cái này thì một cái bàn ủi hơi nước vô cùng tiện dụng các bạn, đây là cái cốc đông nước của nó này. Đó. Trong này thì nó có một cái bàn ủi và một cái đế, như này là cái đế để chúng ta các bàn ủi lên thôi nha các bạn. Đó. Anh chị nào mà hay đi du lịch á, cần một cái thiết bị nhỏ gọn thì chúng ta đem theo đây. Rất là nhỏ gọn luôn á. Trên này thì nó sẽ có một cái công tắc on off này, trong này là cái khe chứa nước các bạn, cái khe này thì nó chứa được tầm khoảng mấy chục ml nước á, thì chúng ta sẽ gắn vào đây. Đó. Đây là chỗ tránh nhiệt độ này các bạn. Đó, còn đây là ủi nhỏ gọn, điện 220V luôn, cộng dây thì uy tín luôn các bạn, cứng cáp. Giá của cái này hôm nay mình thanh lý chỉ còn có 400.000 thôi nha các bạn. Hôm nay mình về lại cái đèn này các bạn. Đó. Bữa nay còn đúng một cái đèn 28W thôi. Cái đèn này hôm nay mình bán cho các bạn là 20.000 một bóng nha các bạn. Đó. Thì anh em nào mà cần một cái bóng đèn công suất sắc cũng ok, giá rẻ thì bên mình có cái đây 28W. Đó, chui tròn chui vặn này, rất là thông dụng thôi các bạn, gì có lắp vào bóng đèn là chúng ta xài thôi nha các bạn. Đó, giá thì hợp lý, anh em gọi là cái bóng đèn nha. Hai. Rồi hôm nay còn mấy cục này mình thanh lý 25.000 nha các bạn, 25.000 này. Đây là bánh cước, bánh cước này dùng để đánh rỉ. Đó, dùng để đánh rỉ cho các cái đồ bằng sắt mà nó rỉ sét các bạn. Cái này thì chúng ta sẽ gắn vô cái máy mài một tắc mốt á, là chúng ta đánh. Đó. Cái này thì quá quen thuộc rồi, mình bán một lượt hai bánh một hộp như thế này, giá là 25.000 cho một cái hộp như này. Đây các bạn, đây là một cái bơm, mình thấy cái bơm này rất là ngon lành luôn nha các bạn. Cái bơm này tuy nó nhỏ gọn nhưng mà công suất bơm của nó rất là ngon, mình bán là 350.000 này. Đó. Anh em nào mà ở nhà thì chúng ta nên sắm một cái để dành các bạn. Nhà ai thì cũng có xe máy, cũng có ô tô, cũng có xe đạp, thì bắt thì tương tương này. Đó. Thì chúng ta sẽ mua cái này chúng ta để dành trong nhà, lúc nào cũng phải dùng đến nha các bạn. Đó. Thì bình thường thì ví dụ như buổi sáng sớm đi làm mà tự nhiên đụng phát dắt chiếc xe máy ra ngoài đường á, mà nó bị sẹp cha một bánh thì chúng ta rất là bực nha các bạn, rất là khó. Thì ở đây nó sẽ đi kèm chúng ta là một cọng dây bơm, một cọng dây cáp taxi và mấy cái đầu để chúng ta bơm banh bơm xe đó các bạn. Nó như đa số cái loại khác là nó có mấy cái đầu bơm xe bơm banh này, đó, bơm xe đạp rồi đó. Rồi ở đây thì đây là cái bụng cái máy chúng ta này, cái máy này thì nó sẽ rồi nó có cái lụa này chúng ta gì tự bóc nha. Con này để mình hướng dẫn sử dụng cho các bạn coi luôn. Trong này dung lượng pin thì nó sẽ có một cái khối pin là 8V4 trong này. Đó, nó chạy cái máy bơm có quạt tản nhiệt cho máy nó này. Đó, khi mà chúng ta xài chúng ta mở nguồn lên các bạn, nhấn giữ nút nguồn mở lên nha. Thì trên này nó hiển thị tất cả các thông chữ này. Đó. Và cái đây là cái trên này nó sẽ có một cái chỗ để chúng ta gắn cái ống hơi, cái ống đậu bơm đó các bạn. Đây này các bạn, trong đây là cái đây là chúng ta hay dùng nhất là cái này này. Chúng ta sẽ gắn vô chỗ này. Nó có cái cục chống nóng nha các bạn. Đây là cái miếng cao su chống nóng này. Nó ví dụ như chúng ta hay bơm là cái đầu này nó rất là nóng các bạn, thì chúng nó có cao su chống nóng cho chúng ta luôn. Nó còn cái đầu bên này thì chúng ta sẽ ví dụ như bình thường chúng ta không xài thì chúng ta sẽ vô đây chúng ta khóa cho đây lại. Đó. Cái treo lên xe hoặc là treo ở đâu trong nhà đó, nó gọn gàng. Đó. Rồi trên màn hình này nó chỉ có 5 nút các bạn. Đây là chỉnh PSI này, chỉnh cái lượng ấy này. Cái này là bật đèn này các bạn, cái này nó có cái đèn này. Đó.
Rồi, có hai loại đèn các bạn, đèn cảnh báo này, đi trên đường mà nó có nhiều trường hợp bất trắc xảy ra đó. Đó, chúng ta cần cái đèn cảnh báo nguy hiểm cho các người đi đường này. Đó. Rồi nút xoay chuyển các bạn, nút đảo như các cái đó, các chế độ bơm đó. Đó. Rồi trong này nó sẽ có một cái lỗ tai xì để chúng ta sạc vào này, một cái lỗ ao để chúng ta trường hợp mà cấp thiết quá chúng ta dùng để sạc dự phòng cho điện thoại luôn nha các bạn. Trên này thì để coi, chúng ta bấm cái nút này này, nút xoay xoay này, nó sẽ có là bơm banh này, bơm người này, bơm người là bơm gì mình không biết đó, bơm ô tô này, bơm xe máy này, bơm xe đạp này, bơm banh và bơm người đó, báo dụng lượng pin như này luôn. Thì con này ví dụ như cái đây là nó đang để BSI đúng không, BSI thì chúng ta rất là bình thường, chúng ta chỉ xài 3 các bạn, chứ BSI rất là nhiều, ít người xài. Chúng ta sẽ bấm ví dụ như chúng ta chuyển qua chế độ ô tô này các bạn, chúng ta sẽ giữ luôn nút này, bấm giữ nút này đó, nó sẽ chuyển qua KBA này. Ôi, bấm giữ các bạn, bấm giữ nó mới chuyển nha các bạn. Đó, nó chuyển qua kilogram trên cm vuông này. Đó, và cái chế độ 3 là chúng ta hay xài nhất. Đó, thì xe con, xe ô tô, con, xe du lịch là chúng ta sẽ để ở mức độ là 2.5. Đó, là nó đủ cái áp suất. Áp suất lốp là tiêu chuẩn của những cái xe du lịch là bao nhiêu đó. Còn ví dụ như xe đạp các bạn, chúng ta chuyển qua xe máy này. Xe máy là 2.4 các bạn, hay chúng ta thích giảm xuống thì chúng ta bấm nút trừ. Nó sẽ giảm xuống. Đây là cái mức mà nó đạt được các bạn, cái mức ví dụ như chúng ta muốn bơm 3 chấm này, nó giảm xuống này. Đó. Hoặc là chúng ta sẽ chuyển qua xe đạp thì nó ít hơn các bạn, chúng ta sẽ giảm xuống tiếp. Đó. Giảm xuống 2.0 chẳng hạn, chúng ta bấm nút nguồn là bơm. Và chỗ này thì không có ấy hơi nên nó sẽ không có lên hơi được nha các bạn. Để mình bịt cái lỗ này lại mình cho các bạn coi này. Nó lên này. Đó. Mình bịt lại là nó lên 2 chấm liền luôn á. Nhưng mà nó bị xe xỉ, để mình chuyển qua chế độ xe hơi 2.5 đi. Đó, 2.53 này. Đó. Con máy này rất nhỏ gọn, tiện lợi nhưng mà chất lượng thì khá là ngon. Giá là chỉ có 350.000 thôi. Để trên ô tô rồi là bao ngon. Một chai RV7 các bạn. RV7 thì bên mình hiện đang có cái loại to nhất của hãng này. Cộng thêm 50g cho chúng ta nữa các bạn. Thì nó sẽ tăng cái dung tích của cái chai này lên là từ lên đến được 350g các bạn. Là tương đương với 493ml, gần nửa lít cái chai này các bạn. Vậy xài đã đời luôn nha các bạn. Đó, đầy đủ ống hút này kia. Anh em về thì xài thôi. Bình thường chúng ta ra tiệm mua một chai này cũng phải 7-80 nha các bạn. Đây, hàng sử dụng con này tới 2029 luôn. Yên tâm xài nha các bạn, không có hư được đâu. Mấy cái chai này rất là lâu, 4-5 năm nó mới hết hạn. 50.000 cho một chai RV7 này. Hôm nay mình còn sót một đúng một chai xương inox các bạn. Xương inox thì anh em còn sót đúng một chai. Đó, nó sẽ ra cái màu inox này. Nên anh em nào muốn phủ lên một cái gì đó thì chúng ta mua chai này, giá là 40.000 một chai xương inox. Rồi, hôm nay mình về lại cho anh em cái Rumine. Cái đây là một cái Rumine dùng để khóa nước. Đó, nó có cái này, tay inox phải ốp cái này này. Đó, cái này thì chúng ta sử dụng trong trường hợp nào các bạn. Đây nó có chìa khóa này. Anh em mà có những cái vòi nước ở ngoài sân các bạn, nhà thành phố nha. Đó, mà chúng ta muốn có một cái vòi nước để lắp khi mà chúng ta đi lau về á, thì chúng ta bước vô á là nó có nước để chúng ta xài luôn, rửa chân rửa tay rồi rất là nhiều việc nha bạn, nhiều lúc cần. Nhưng mà một trường hợp đó là chúng ta để cái vòi nước ở đâu là người đi đường người ta thấy, người ta đút vô người ta rửa liền đó, đó là một cái vấn đề cũng rất là mệt mỏi nha các bạn. Thì có cách xử lý hay nhất đó là chúng ta sử dụng một cái vòi có luôn chìa khóa. Bình thường chúng ta thích xài, chúng ta đi đâu về chúng ta mở ra chúng ta xài đó. Còn không thích xài chúng ta dùng này, chúng ta khóa lại, chúng ta rút chìa khóa đi thì sẽ không có ai mà mở được. Bây giờ nếu chúng ta trùi lũi như này, người ta tới người ta vặn đâu có được các bạn đó. Chúng ta về chúng ta dặn cái này vô chúng ta mở ra đó. Tại vì mà mình cũng hay bị cái trường hợp như thế này rồi nên mình biết, nên mình mới nhập cái đây về mình bán cho các bạn nha. Giá của cái van khóa này là 80.000 nha các bạn. Đó, anh em mua cái này gọi là cái
vòi nước khóa, cái van khóa gì cũng được nha các bạn, 80. Mình có một cái máy mài dao các bạn, hôm nay mình thanh lý cái máy mài dao này cho các bạn là 200.000 nha, bao ship luôn. Cái này thì nó sử dụng pin. Anh em trong bếp, nhà bếp ví dụ như nhà chúng ta thì chắc chắn là không ai biết mài dao đâu. Rất ít người biết mài dao các bạn. Thì chúng ta dùng cái máy cho lẹ. Trong này thì nó chứa là một cái cọng dây để chúng ta sạc này. Dây đây để chúng ta sạc cái máy này. Đó. Và ví dụ như trường hợp mà chúng ta xài mài dao nó lục á, thì chỉ cần là đút vô cái này và bấm nút là chạy. Các bạn, trong này nó có hai miếng đá này các bạn, một miếng là mài thô và một miếng là mài tinh. Đó, mài bên này, bỏ hai miếng mặt dao đây các bạn, là mài được hai mặt. Qua đây mài nhuyễn lại là xong. Đó, nó có hai chế độ luôn. Đó. Một này, hai này các bạn. Đó. Thì con này thì chỉ có 200.000 thôi, mình thanh lý 200.000 cho anh em luôn. Để cho những cái người mà không biết mài dao chúng ta vẫn mài được dao nha các bạn, 200. Hôm nay mình giảm giá con tông đơ này cho các bạn nha. Con tông đơ này là hàng xuất Nhật nha các bạn. Đó. Con này thì rất là ngon. Wingo này. Này, trong này thì nó sẽ có một cái tông đơ và rất là nhiều cái cử các bạn. Anh em nào mà muốn cắt ở nhà chúng ta muốn cắt cho bà, cho ông, cho đồ đó, nó mua con này gắn vô. Nó sẽ có các cử các bạn, cắt khỏi sự là cắt phạm nha. Này. Thì khi cắt thì chúng ta sẽ, con này thì rất là xịn nha các bạn. Đó. Nó rất là êm luôn á, con này êm cực kỳ luôn. Nó có bốn cái cửa chúng ta thoải mái mà điều chỉnh nha. Dây sạc taxi nằm ở đây, cắm vô đây là sạc nha các bạn. Đó. Có bình dầu máy này. Rồi cái này thì ví dụ như chúng ta cần vệ sinh, chúng ta chỉ cần dùng ngón tay cái các bạn bấm vô đây, bung ra. Đó, nó bung ra như thế này. Đây là cái đồ để chúng ta ấy, đây là vệ sinh trong này nha các bạn. Chúng ta lắp lại thì chúng ta chỉ việc là gắn cái này thôi, bóp nhẹ là nó lọt vô, nó sập vô. Đó, như thế này. Thì đây là chỉnh các bạn, chỉnh độ ngắn dài của cái lưỡi này. Đó, đưa ra thuộc vào này. Đó. Có 5 cái mức độ chỉnh cái lưỡi, anh em nhìn thấy thuộc qua này. Đó. Và cái đây là cái nút gà các bạn, chạy máy siêu êm luôn các bạn, êm ru luôn. Con máy nhìn là chất lượng nha các bạn. Bao pin vô đây 100% này. Đó. Giá chỉ có 250.000 thôi nha các bạn. Đó. Rồi, hôm nay mình tiếp tục là bán cho bạn cái AirPod Pro này. Cái này là giá 250 nha các bạn. Đây thì hàng này á, nói chung là chắc chắn giá này thì sẽ không phải là hàng real rồi. Nhưng mà chúng ta bỏ một số tiền tầm 200 mấy ngàn mà được một cái sản phẩm nó hay như thế này thì cũng đáng tầm tiền nha các bạn. Đó. Một cái tai nghe. Nghe rất là hay nha các bạn. Anh em có thể kết nối được cả Android và lẫn iPhone đều bình thường. Đó, hàng thì đây là cái mà mình review thôi nha các bạn, chứ không phải là hàng đã xài rồi nha. Mình chỉ mở ra mình review cho các bạn xem thôi. Giá của nó là được này là mình bán cho các bạn xuống còn có 200. Đó, 203 luôn. Ok. Đây các bạn, đây là một cái dụng cụ xe tiêu. Con này thì phải gọi là quá ngon rồi các bạn. Giá chỉ có 150 thôi. Đó, nhưng mà rất là hay. Thì trong này chúng ta sẽ bỏ tiêu hạt hoặc là tiêu bột đều ngon nha các bạn. Tiêu hạt hoặc tiêu bột đều được. Đó, chúng ta sẽ dặn cái này lại. Đó, khi nào nấu ăn các bạn, chúng ta chỉ việc là như thế này, nó đổ tiêu ra, nó đổ rất là lượng tiêu rất là đều. Dưới đây chúng ta có thể chỉnh được cái độ mà thưa dày của tiêu này. Đó, thưa dày của cái lỗ này. Chúng ta chỉ việc sang cái này nha các bạn. Đó, nó sẽ chỉnh được cái độ mịn hay dày của cái tiêu. Rất là hay. Và đây là nắp đậy, khi chúng ta xài xong chúng ta để ngược như này là xong. Inox 304 sang trần. Đó, có chỗ kính này để chúng ta thái tiêu luôn. 150.000 cho một cái xe tiêu. Đây là máy đo khoảng cách các bạn. Máy đo khoảng cách này thì 50m nha. Con này thì nó đo chính xác từng mm luôn á, từng cm. Đó, đây là một cái của hãng là SND White. Đó, trong này nó có hai viên pin và một cái máy. Đây, máy này thì để mình bỏ pin cho các bạn luôn nha.
Cái này thì mình review lên một sẵn tiền mình bỏ pin luôn. Con này cho anh em xây dựng, anh em làm đất làm đổ à. Chúng ta sẽ đo chiều ngang chiều dọc của mảnh đất này kia rất là nhanh gọn lẹ luôn. 50 mét thì dư sức mà đo. Đó. Thì con này sử dụng hai viên pin 3A. Đây, bữa nó liền các bạn. Nó sẽ có hai cái cần thủy cho chúng ta canh góc canh đồ này. Đó, hai cái cần thủy. Đó, trên này thì chúng ta sẽ bấm một cái, nó hiện một cái đỏ này này các bạn. Cái laser này, cái đây là mặt cắt nha. Chúng ta sẽ tính từ cái đích các bạn. Tính từ cái đích là 0.0 cm chỗ này và tới điểm đỏ là điểm cuối. Như ta bấm một cái này. Đó. 272. Là chúng có nghĩa là đang hiện tại là cm chứ. Đó, là 0.2 m đó các bạn. Rất là hay nha các bạn. Con này thì phải gọi là đo cực kỳ chính xác để mình thử. Ở đây là một cái ô gạch này các bạn. Ô gạch này là ô gạch 60 là không có thể lòng vào đâu được nha. Chúng ta sẽ để cái mép này. Đó, cái mép này là ngang cái điểm không này, điểm không là mấy gạch này. Đó, và cái điểm cuối nó là ở đây. Chúng ta bấm một cái. Các bạn. Đó, đây là mình để hơi bị lệch lạc nên nó ra cái số này. Nhưng mà 0.5 8 nha các bạn. Cái máy này chỉ có 380 ngàn thôi. Đấy. Rất rẻ luôn. Bấm móng tay ba cái này các bạn. Này, bấm móng tay ba cái này. Chúng ta sẽ có một cái hộp rất là đẹp như thế này. Đó, trong này thì sẽ có ba cái bấm. Bấm móng tay này là loại xịn nha các bạn. Đó. Nó có cái ngăn chứa móng tay luôn này các bạn. Cái đây là cái lớp giấy bạc chúng ta dùng chúng ta lột ra nha. Đó. Có cái ngăn chứa móng tay này các bạn. Bấm nó sẽ rớt trong này và chúng ta đổ, chúng ta mở ra chúng ta đổ. Đó. Rồi cái này thì bộ này nó sẽ gồm có ba cây. Đó. 1, 2, 3. Thì giá của cái bộ này á là 150 nha các bạn. Này, giá 150 này. Có hàng của Willin. Hai ông người này các bạn, của đất. Ok, 150 ngàn cho một bộ này. Hộp 300 đầu cốt nha các bạn. Cái hộp này là gồm có 300 cái đầu cốt để cho mấy em sửa chữa, mấy em làm điện, mấy em làm ắc quy nữa. Đó. Thì trong này nó nhiều loại lắm. Đó, mà mình thấy rất là nhiều cái loại như cái xỉa này, để gắn USB chống giật các bạn. Đó, thì anh em có thể mua kèm với cái kìm bấm cốt bên mình. Để gì chúng ta bóp cốt cho nó dễ nha các bạn. Rất là nhiều đầu này. Ở đây là những cái đầu nối hai đầu dây các bạn. Chúng ta đưa cái hai cọng dây vô hai bên, chúng ta bấm lại là nó dính cứng luôn trong cái đầu này. Đó, đây là cái cọc bình này các bạn. Đó, bình loại nhỏ này. Rất là nhiều cái loại. Cái đây là cái những cái dắt để gắm vô những cái bình ắc quy loại OBS rồi đó các bạn. Rất là nhiều loại. Trong này gồm có 300 đầu. Hôm nay mình bán cho các bạn là 101. Đây là cái bộ mà chúng ta chuyển từ một cái máy khoan sang một cái cưa lỏng các bạn. Đó, thì trong bộ nó sẽ đi kèm chúng ta ba cái lưỡi cưa. Đây là ba lưỡi cưa, hai lưỡi gỗ và một lưỡi cưa sắt này. Đó, thì chúng ta sẽ gắn nó vô đây. Gắn cái tay cầm vô, kẹp cái đầu khoan đây các bạn. Đó, chúng ta sẽ khoan. Cái này thì nó làm thiết kế như thế này là các bạn biết sao, nó chỉ dùng cho cái máy khoan đầu kẹp thôi. Chứ nó không dùng cho cái máy vít nha. Tại vì máy vít là nó sẽ có cái cơ chế đập, nó đập rất là dễ hư cái lưỡi cưa và hư bộ nhông này. Nên nó sẽ thiết kế trên máy khoan thôi các bạn. Đó. Cơ chế mỗi lưỡi thì là cơ chế nhanh. Lắc lên là được các bạn. Lắc lên là nó ấy. Đó. Đó. Cơ chế của nó rất là ngon luôn các bạn. Rồi. Giá của cái bộ này thì 140 ngàn nha các bạn. Anh em nào mà thuộc dạng amateur các bạn, ở nhà hay chế đồ này kia thì chúng ta dùng cái bộ này là hợp lý hơn. Thay vì chúng ta mua một cái cưa lỏng nó cũng tương đối là nhiều tiền, thì chúng ta mua một cái bộ chuyển như này thôi. Chúng ta xài gia đình, chúng ta xài ít mà. Đó, bộ chuyển cưa lỏng này, giá 140k. Đây các bạn, lưỡi cưa Makita. Lưỡi cưa Makita 1/8 các bạn. Hàng đây Made in Japan. Anh em nào đang sử dụng những cây cưa dĩa các bạn 1/8 thì chúng ta dùng cái này là hợp lý, ok nha các bạn. Nó có một cái semi để chúng ta đệm vào cái lòng cái cốt của nó này. Đó, cho những anh em có những cái cưa mà nó ấy, cái cưa mà nó lỗ nhỏ. Đó, cốt nhỏ thì con này là anh em lưu ý nha, 180 mm nhân với cái lỗ này là 25.4. Lỗ này 25.4 này. Đó, tổng số răng của nó là 40 răng này. Cái khe hở lưỡi cưa là 2.5 mm.
độ nghiêng của cái lưỡi hợp kim này, cái lưỡi, cái hợp kim trên đầu lưỡi là 18 độ, cắt được gỗ thôi bạn, chỉ cắt gỗ nha. Vòng tua tối đa là 8.000 vòng trên phút, tất cả thông số đầy đủ trên lưỡi cưa này. Anh em dùng là đảm bảo những cái thông số kỹ thuật đó là chúng ta xài nha các bạn, không xài vượt quá nha. Những cái cưa có dòng tua cao hơn chúng ta không xài, những cái cưa nhỏ thì không xài được, mà những cưa lớn quá thì chúng ta không nên xài, chỉ xài đúng cái cưa 1.8 và 1.85 thôi nha các bạn. Giá của cái lưỡi cưa này hôm nay mình thanh lý chỉ còn có 90 thôi. Hôm nay mình thanh lý cái này cho các bạn chỉ 60 thôi nha các bạn. Đây là một cái thước laser này. Đó. Cái này thì chúng ta sẽ về chúng ta bỏ pin vô chỗ này, 3 viên pin 2A. Đó. Rồi coi. À, cái đây là cái hít các bạn. Cái hít cái này thì chúng ta sẽ dùng cái nút tâm bấm này, chúng ta hít lên tường gạch này, chúng ta hít lên tường để chúng ta treo tranh treo ảnh được các bạn. Ở đây nó có hai cái tia laser, nó chiếu thành một cái góc vuông. Đây, laser nó chiếu thành một cái góc vuông trên tường này các bạn. Chúng ta sẽ đo sao mà chúng ta sẽ căn chỉnh như thế nào đó cho hai cái căn thể này nó đều này, nó bằng ngang bằng này. Đó, chúng ta sẽ bấm cái tia laser ra. Đây, chúng ta để treo khung tranh này làm ổ điện này, thi công đường gạch rồi đó các bạn. Đó. Giá mình thanh lý 60.000 nha các bạn. Ok. Đây. Ở cái đây thì chúng ta sẽ cái đây thì đây là một cái cọng dây su xe đạp các bạn, mình gọi là dây ràng nha. Thì cái đây là một cái cọng dây su xe đạp gồm có 200 sợi dây thun nhỏ trong này. Đấy, rất là nhiều dây thun nhỏ nhỏ ở trong này này. Đó, và móc này có thể tăng đưa chỉnh được cái chiều dài, và khóa, cơ chế khóa nó rất là hay các bạn, chỉ cần lắc lên một phát là chúng ta đã khóa được rồi. Mở ra thì cũng đơn giản luôn. Dây này 2m. Chịu lực, chịu níu rất là dữ dội luôn các bạn. Đó, hàng của Daravin. Thì đây là hai móc của chúng ta. Con này thì dây này mình xài nói chung là 2 năm nay là mình xài là chưa có một dấu hiệu gì hư nha các bạn. Và anh em lưu ý là con này thì nó có hai cái móc, nhưng mà móc này nó được bọc nhựa nha các bạn. Cọng sắt trong này là khoảng tầm khoảng 4-5 ly á, bọc nhựa lại nên nó không có bị gì, ví dụ như vô tình các bạn. Rất là nhiều người bị cái móc loại thường, đây là cái móc loại thường này. Đó. Sát thương nữa các bạn. Có người vô mắt luôn á. Thì cái này nó giải quyết cái vấn đề đó là nó giảm độ sát thương. Tất nhiên là nó cũng sẽ có sát thương tại vì nó rất là cứng, nhưng mà nó giảm độ sát thương nha các bạn. Đó. Nhưng mà chúng ta xài những cái móc thì cẩn thận thôi. 65.000 cho một cái sợi dây ràng như này. 65.000. Đây các bạn, đây là một cái máy thổi bụi. Con này thì hàng này mình không bảo hành nha các bạn. Đó, nó trước các bạn là không bảo hành, tại vì giá quá rẻ các bạn. Giá này nó còn chưa bằng một cục pin mà mình bán nữa. Nhưng mà trong cái bộ này á, nó sẽ có chúng ta là rất là nhiều đồ. Đó, hai cục pin. Hai cục pin 18V. Đó, pin này là pin Makita chân phổ thông nha. Hai cục pin 18V. Rồi mấy cái đồ này các bạn, đây là một cái cục adapter sạc này. Đó, rồi mấy cái đồ hút này các bạn. Đây là mấy cái đồ hút của cái bộ này nè. Đó, mấy cái đạo hút của nó. Đây là một cái túi chứa bụi nữa các bạn. Đó, và con này là một cái máy thổi. Máy thổi này thì chúng ta rất là nhiều công dụng các bạn. Bình thường dọn dẹp nhà cửa này kia, thổi là rất là sướng. Tuy nó nhỏ gọn nhưng mà rất là mạnh nha các bạn. Đường gió ra thì cũng rất là mạnh. Thì cái này nó tích hợp luôn cho chúng ta là những cái đạo hút bụi này các bạn. Một cái điều mà mình rất ít thấy trong những cái bộ này. Chúng ta muốn hút thì chúng ta sẽ lắp cái đạo này vô, chuyển qua, gắn cái tua bụi chỗ này. Gắn cái tua bụi đạo này các bạn. Gắn cái tua bụi đạo này. Đó, và gắn cái ống hút chỗ này. Đó. Là chúng ta sẽ hút. Nhưng mà cái con này chức năng chính nó vẫn là thổi nha các bạn. Chức năng chính của nó vẫn là một cái máy thổi. Nên mình thấy người ta sử dụng thổi là nhiều nhất. Anh em ở nhà ví dụ như lâu lâu mà chúng ta tổ chức nhậu nhẹt, chúng ta đem này chúng ta nướng gà nướng vịt đó. Chúng ta quạt than là số 1 nha các bạn. Rất là sướng. Nướng gà nướng vịt là ngon nhất luôn. Ở đây chúng ta có hai cục pin nha các bạn. Hai cục pin này thì
cũng ngoài 350 rồi đó các bạn. Đó, một cái nước sạc này. Rồi, giá của cái bộ này thì chỉ có 350 ngàn thôi, rẻ nhất trước tới giờ luôn, 350 ngàn. Thế các bạn, mình còn đúng một cái hộp để dao này các bạn. Xong video này mà không bán được cái đĩa dao này thì mình sẽ để mình xài luôn. Đó. Trong này thì nó sẽ cắm được 1, 2, 3, 4 cái dao, một cái kéo và một cái liếc dao các bạn. 1, 2, 3, 4, 5 và một cái liếc dao này. Đó. 220 ngàn cho cái đĩa dao này nha. Rồi, ở đây thì có cái bạc tủ xe máy. À, cái bạc này là bạc là mỏng nha các bạn. Bạc như một cái áo mưa phương tiện đó. Nó dài hơn chút. Nó tủ được cái xe máy là quay rim rồi vision đồ này kia, nhưng mà SH thì không được, SH hơi to. Cái này là tới xe phổ thông này, xe đạp điện rồi là vô tư. Mình bán thanh lý chỉ có 50 ngàn thôi. Một cái bạc phủ, cái loại này là mỏng nha các bạn. Đó, bạc phủ xe máy 50 ngàn. Một cái massage vai gáy. Đợt này mình thanh lý cho các bạn là 430 ngàn luôn nha. 430 ngàn. Bấm cò là bấm nút là chạy nè. Có hồng ngoại nha các bạn. Đây, có hồng ngoại nè. Con này mà massage ba gái đi đâu về làm các bạn, đi làm đi đâu về. Nó bóp cái cổ nè. Sướng lắm các bạn. Rồi. Con này thì đợt này mình sẽ thanh lý cho anh em với giá là 430 ngàn. Giá rẻ chưa từng có. Đây, 430. Mình thanh lý cái ống nhòm này cho các bạn là 300 nha. 300 ngàn luôn, 350 xuống còn 300. Ống dòm này là ống dòm rất là xịn nha các bạn. Con này thì không phải là ống dòm đồ chơi nha. Có khả năng nhìn xa tới 1000m. Chỉnh được tiêu cự, chỉnh được thấu kính này kia rất là rõ các bạn. Con này chỉnh nhìn được 1000m là vô tư nha các bạn, rất là rõ luôn. Con ông dồn này thì người ta dùng trong quân sự chứ không phải là ba ông dồn tầm bậy đi đánh chim rồi các bạn. Mình thấy người ta hay đi đánh chim, đánh đồ, đánh núi, đánh đồ, người ta dùng này để chúng ta quan sát từ xa nè. Đó, đầy đủ dây đeo và khăn lao đầy đủ nha. Giá mình bán chỉ có 300 ngàn thôi. Được này thanh lý còn 300 ngàn cho quý vị luôn. Một cái đèn 5 cánh các bạn. Cái đèn này thì nó là có 5 cánh. Công suất con này là 100W nha các bạn. 100W. Độ sáng là 6500K. Cái nhiệt độ màu là màu trắng. Đó. Thì cái này thì chúng ta sẽ lắp vào những cái vị trí ở trong nhà mà cần cái ánh sáng. Đó. Cần cái ánh sáng tốt này. Đó. Trong kia mình đang có một cái đèn đó các bạn. Một cái đèn đó đèn 8 cánh. Thì đợt này mình bán cho bạn cái đèn 5 cánh với giá 135 ngàn các bạn. Còn cái đèn 8 cánh á, thì nó mát hơn nha. Cái đèn đó thì 185 ngàn, cái đèn này là 135 này. Đây các bạn, hôm nay mình còn sót đúng một cái hộp vít Stanley ngày xưa này. Đó. Thì cái hộp này bình thường mình bán, các bạn cứ tính đi, một cái mũi này mình bán bình thường là 5.000 một đầu đúng không? Trong hộp này là 10 đầu, thì ít nhất là 50. Đó, một hàng Stanley nha các bạn, một đầu BH1 và một đầu BH2 nha, hai đầu này. Đó. Nhưng mà bữa nay mình bán cho bạn chỉ có 30 thôi, 30 nha các bạn. Còn đúng một hộp nha, anh em là nhanh tay thì lấy được hộp này. Đó, 30 ngàn. Hôm nay mình sẽ giảm giá cho các bạn những cái dòng TV box này các bạn. Đó, thì trước hết bán TV box thì mình sẽ nói trước đó là TV box là một cái thiết bị, nó là một thiết bị rời các bạn. Đó, thì nó sẽ biến một cái TV chúng ta từ một cái TV bình thường trở thành một cái Smart TV là, hoặc là gọi là Android TV. Đó, thì Android TV á, là bây giờ ví dụ như anh em đang có một cái TV bình thường đúng không? Bây giờ cái TV đó nó sẽ trở thành cái màn hình thôi, chứ cái TV đó nó hết chức năng gì về xử lý này kia, nó chỉ là cái màn hình thôi. Nên cái đồ này á, là nó là một cái thiết bị ở ngoài chúng ta cắm vô thôi. Thì con này thì mình đang có hai dòng các bạn. Anh em nào mà ví dụ như chúng ta bình thường, chúng ta coi bình thường thôi, thì chúng ta mua cái này. Còn anh em muốn tốc độ cao hơn tí là chúng ta mua cái box 4G này. Đó. Và hôm nay thì mình bán kèm con chuột bay cho các bạn này các bạn. Con chuột bay này thì mình bán với giá chỉ có mình giảm giá còn 7 80 ngàn một cái nha các bạn, cho anh em mua về xài này. Đó, thì
Đây mình hướng dẫn cho anh em cái cách lắp đặt. Trong này cái box này thì đây là cái Android box. Con này là con 2GB. Thì 2GB thì tốc độ nó xử lý chậm hơn con 4GB một chút xíu nha các bạn. Khi chúng ta xài thì trên này nó sẽ có các cổng kết nối này các bạn. Một cái cổng LAN này, một cái HDMI này, một cái cổng AV nữa các bạn, một cái lỗ nguồn. Bên này nó sẽ có hai cổng USB. Hai cổng này là mục đích là để chúng ta kết nối với chuột không dây hoặc là chúng ta kết nối với bàn phím rời đó. Và anh em lưu ý là con này nó có hơi tự giọng nói, nhưng chúng ta phải mua thêm một cái thiết bị remote riêng. Đây các bạn, đây là một cái thiết bị remote 80.000 bên mình này đó. Chứ còn nguyên zin nó đã có remote nhưng mà nó con này không hỗ trợ đó. Con này chỉ hỗ trợ những cái tác vụ bình thường, âm lượng này kia, chứ không có hỗ trợ ấy nha các bạn, không có hỗ trợ giọng nói. Đây này các bạn, đây là cái remote của nó đó. Thì này chỉ việc là chúng ta sẽ máy tắt nguồn bình thường thôi, để xuống qua lại tắt nguồn mở nguồn menu này kia đó. Rồi đây là cái dàn HDMI của nó các bạn. Thì chúng ta về chúng ta kết nối, chỉ cần là kết nối cái dàn HDMI này với TV là xong, cắm cái này với cái TV là xong nha các bạn đó. Và cắm nguồn ở đây, mở nguồn tắt nguồn ở đây, kết nối wifi cho nó trở thành một cái điện thoại. Cái này giống như một cái điện thoại nha các bạn, chúng ta đưa lên màn hình lớn là như cái này này đó. Và anh em mà muốn sử dụng cho linh hoạt hơn thì chúng ta sẽ mua con chuột bay này. Cái này nó sẽ hiển thị một cái con chuột bay ở trên cái màn hình điện thoại đó. Trong này thì nó sẽ có một cái con chip, một cái con dạng như gọi là một cái USB á, chúng ta gắn vô cái con USB này xong rồi đó, chúng ta gắn cái này các bạn. Còn cái này là chúng ta sẽ di chuột ở trên màn hình lớn của nó, là nó sẽ có hiện một cái con chuột bay bay đó, cho chúng ta dễ dàng sử dụng hơn, người già cũng nít cũng được. Và con này hỗ trợ giọng nói luôn, chúng ta bấm vô này chúng ta hỗ trợ giọng nói này các bạn đó. Chứ nguyên viên cái mod nó là không hỗ trợ nha, mình nó trước cho anh em, chứ để anh em nhiều anh em về đòi giọng nói chứ cái đó là không có, chỉ hỗ trợ qua cái mod này thôi đó. Cái mod này 80.000 này. Đây là cái box của chúng ta đó. Kết nối thì đơn giản vô cùng, anh em về chỉ cắm lên và xài thôi. Tivi nhà chúng ta mở từ những cái tivi hồi xưa, những tivi không có Android, chỉ có coi phim bằng cái những cái đầu thu parabol hay là những cái đồ nó ấy thôi các bạn, được lâu được cũ đó. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ có giải pháp như thế này các bạn, một cái tivi box dành cho những cái tivi đó. Giá của cái tivi box 2GB á là 630.000. Đây các bạn, hôm nay mình giảm giá rất là nhiều. Con này bình thường là 670 này, hôm nay mình giảm 630 là bao ship luôn. Anh em mua tất cả cái mod này luôn là mình tính 700 tròn nha. Ví dụ như anh em mua cái con chuột này, con chuột này thì nếu chúng ta ở nhà chúng ta đã có Android box rồi, hoặc là chúng ta đã có Android TV rồi, thì chúng ta xài cái này luôn, mua cái này về xài luôn đó, khỏi cần phải mua cái box này. Còn anh em chưa có box thì mua box này. Còn đây là box 4GB các bạn, box 4GB này nó cũng giống như box kia, tốc độ nó cao hơn thôi. Đây các bạn, đây là cái box 4GB chúng ta này đó. Cũng có khe cắm thẻ nhớ rồi này các bạn. Rồi con này có thêm cổng quang optical chất âm thanh đó. Đây là cổng LAN, cổng đồ đầy đủ như kia luôn đó. Con này nó có thêm cái cổng optical nữa các bạn. Optical là cái công nghệ truyền âm thanh bằng quang học nha các bạn. Con này đắt hơn 100.000 thôi, 730 cho cái box 4GB. Đây là 630 cho box 2GB đó. Tiếp theo là cái fan các bạn. Van nước thì mình đây, van chống tràn. Mình đang có hai loại này. Đây là mình hay gọi là cái van chữ L đó các bạn đó. Thì nguyên lý hoạt động của nó là, đây là một cái xô nước đúng không. Khi mà chúng ta xài thì chúng ta sẽ để một cái vòi tự động này. Cho đây có lọc rác này đó. Nó sẽ chảy nước này, nước nó dâng lên tới cái mức á, là nó sẽ ngắt nước luôn đó. Nước hạ xuống thì nó sẽ tự động nó chảy ra. Ga này là ga 21 nha các bạn đó. Dâng lên dâng xuống thì nó sẽ tự động ngắt. Đi kèm chúng ta một cái cục cao su non này đó. Và một cái loại van này là gọi là van chính, van T, van ngang các bạn. Nó có hai loại đó. Cái đây là cấp nước đầu ngang vô thì nó cũng y xị vậy thôi bạn, một cái cấp trên một cái cấp xuống thôi. Giá như nhau, 60.000 một cái. Hôm nay thì đó, thì đồng giá là 55.000 một cái nha các bạn. Van ngang anh em mua cái này gọi là khoa T, cái đây là van L đi, van T này, van L để cho nó dễ bạn, nó thành chữ L. Còn cái đây là ngang, chạy cho nhanh nha các bạn, chứ đừng nói chữ này chữ kia nó khó. Chữ L này, chữ T này,
sao 55.000 một cái. Một cái đèn pin siêu sáng nữa các bạn. Cái đèn này là cái anh em mua gọi cái đèn pin súng nên cho dễ nha, phân biệt với những cái pin đèn pin lúc nãy nha. Đó. Cái đèn này là siêu sáng. Anh em mà đi soi cua soi S là thô số 1 luôn nha các bạn. Đó. Thiết kế là hình như một hình dạng cây súng này. Đó. Có đèn ở đây. Và bên hông này là các chế độ, một cái để cho đồ cốp này. Bấm một cái các bạn sáng giả màng lắm các bạn. 2, 3. Chuyển qua đây đây. Có đèn nguy hiểm khi đi xe nữa nè. Đèn này thì bên hông này nó sẽ có là cái chỗ sạc các bạn. Cái này phải lấy cái gì khơi ra. Đó các bạn, thì cái đèn pin này anh em mở cái này ra nha. Chúng ta mở cái này ra thì chúng ta sẽ có nó sạc, có đồ trong này. Đó, báo pin chỗ này. Cổng USB chỗ này luôn. Đó, đèn pin này nó sáng cực kỳ nha các bạn. Đây, anh em coi trên kia đi. Sở S sở đồ là vô tư luôn á các bạn. Rồi giá của nó là chỉ có 24 thôi. Rồi ok, đây là cái phần 2 của video mình nha các bạn. Có hẹn các bạn vào phần 3 tiếp theo thì sẽ có những sản phẩm hay hơn nữa.